Quay lại chào đây. Con lại chào tiếp đi. Con ngồi im đấy, con chào mọi người đây. Con ngồi im đấy. Chào mọi người, con nói đấy. Chào mọi người. Ừ, chào mọi người. Chúc mừng năm mới. Quay lại đây, quay mặt lại. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Quay lại, quay mặt lại. Con đang làm gì ạ? Con đang làm gì? Hộp cát. Hộp cát làm gì? Hộp cát gì vậy? Hộp cát chạy chi. Hộp cát làm gì? Cái hũ của con nè. Con cái hũ con nè dạ. Ừ, con lại đấy con ngồi đi. Con lại đấy ngồi, con quay mặt lại. Quay mặt vô đây nè. Làm gì vậy? Dạ. Đứng mặt con đây. Con chào mọi người đi. Nè. Con chào mọi người nè. Nè. Nhấn mặt lên. Con làm gì vậy? Gì em? Gì à? Rồi làm gì? Gọi nói địa điểm thanh toán đóng nước. Ừ, nghe nhiều. Tiền tháng mình đóng lần thì nó phải có ngay mình đóng nhiêu chứ. Như em vừa nói là 2025 hay gì đó, ý là nó nói địa điểm mình đóng. Cảm giác nghe người khác đòi nợ sao mà. Chứ chưa tới mà hôm bữa mới. Ngày cho mấy. Đã đi hái đu đủ này. Bye bye đây. Đó, bye bye. Ra nè. Tạm biệt. Nói. Bye bye.
to lên. Tạm biệt.